mọi người đang đến với Sita Makeup. Ngày hôm nay khách mời của chúng ta đó là người em sinh đôi của tôi, Vivi Trần. Hello. Hello. Xin chào mọi người. Mềm quá. chị cứ làm em bị xả nè chứ. Lại nè. Hai ba. Xin chào mọi người. Mình là Vivi Trần, mình là bạn trai của Sita. em trai. Hôm nay Vivi rất là vui khi mà đến đây để làm thí nghiệm. Thí nghiệm gì? Chị nói thí nghiệm trên gương mặt của em nè. Để mà không biết, chưa biết là chị Sĩ Thanh sẽ làm cái gì. Chị nghe biết là tới đây thôi. Không phải, từ xưa đến giờ mỗi lần mà chị up hình lên thì dân mạng giống BB Trần quá. Chị ơi, comment đây. Cái đó. Sao giống BB Trần vậy? Ủa sao nghèo hồ ngộ vậy ta? Bên em thì em live stream hay em làm gì mà mỗi lần mà em giả gái cái đó. Ủa sao giống chị Sĩ Thanh quá? Bởi mới nói, bởi là lý do tại sao chị phải mời em ở đây. Chúng tôi sẽ make up twin. Bây giờ tông của mình là tông tím. Tại chị đang stream màu tím rất nhiều. Cho nên bây giờ là mắt của chị ha. Tím, môi tím, áo tím. Sao mình không có len màu tím luôn ha? Có cái len đó mà hư rồi cho nên không. Em có gắn len không? Có len màu tím luôn hả? Có len màu thiệt tím luôn hả chị? Thiệt. Nhưng cái tím nó rất là tự nhiên. Cái tím là tím sẫm chứ không phải là tím thi gớm. Bây giờ chị muốn phỏng vấn em một vài câu. Tức là em biết bắt đầu make up giả gái là từ mấy năm rồi? Trời, chị dùng từ giả gái nghe nặng nề quá. Giống như chị nói là make up mà làm con gái. Ủa nó khác nhau hả? Khác chứ chị, giả gái là con trai giả gái. À, còn cái này make up mình làm con gái. À, thì mình cũng là con gái luôn rồi. Nói chứ bình thường thì BB vẫn là đàn ông bình thường thôi. Wow, mềm lắm. Em giờ cũng đang cô đơn, cũng đang cần tìm bạn gái. Thì Thiệt hả? Trời ơi, chị tin luôn hả? Ừ, chị dễ tin lắm. Chết rồi. Vậy chị bị lừa chưa? Bị lừa bao giờ chưa? Chưa em. Ờ, vậy cũng đỡ. Giả gái thì chắc là khoảng 3-4 năm. Mà chị biết tại sao không? Là do là lúc trước ở nhà rảnh lắm. Có khi tối khoảng Chơi búp bê. Chị nghĩ cái tuổi này mà còn chơi búp bê đúng không hả? Thì tối khoảng 12 giờ cái em lau thùng make up của em rồi make up. Wow. Mà chị có tên ông ngày nào cũng vậy luôn. 12 giờ đêm. Ví dụ như là mình... cái giờ đó dễ dông dễ nhập em lắm luôn hả? Thì đó, cái giờ linh đó chị. Thành ra em không biết có bị gì không mà sao tự nhiên giờ cái em càng ngày make up càng giống con gái. Rồi bây giờ để chị làm cho em. Ừ. Thì bây giờ em men quá. Men quá. Bây giờ da của em là da loại da gì? Da em là da hỗn tạp. Hỗn hợp. À hỗn hợp. Hỗn tạp là hay ghê lắm. Đây. Dạ. Cái này của BB chồng. Này là dưỡng phải không chị? Dưỡng của em đúng không? Thật ra là em được bạn bè giới thiệu cho em cũng không biết nó là cái gì. À, bạn bè giới thiệu không? Dạ. Thôi để chị xài của chị cho em. Chị sẽ cái này, cái này á, cái hũ này nó làm cho da mình vừa dưỡng da mà là dùng làm cho cái da mình make up căng bóng. Ủa hay quá mọi người ơi. Mà mặt em hơi tốn hả chị ha? Cái diện tích nó hơi nhiều á. Cho nên là xài nhiều. Cũng hơi nhiều. Rồi cái nền của em là nền nào nhỉ? Đây, nền của em đây. Trời, make up forever. Cái loại này em đánh hồng dữ vậy luôn hả? Cũng là bạn em giới thiệu. Em mù đồ make up luôn mọi người, em mù mỹ phẩm luôn á. Em không biết gì về mỹ phẩm. Nhiều người hỏi em là xài gì tư vấn cho người ta, em không biết. Tại vì vậy mà make up quá xá vậy luôn hả? Make up giả mang vậy luôn hả? Là có cái gì là make up cái đó luôn á. Có gì make up đó luôn. Có cái gì là tận dụng cái đó luôn á. Trời ơi. Chứ em cũng nhiều khi em đâu có tìm hiểu về mấy cái này nhiều đâu. À chứ đó là ban đầu chắc là mình phải dán mí chứ hả? Dạ. Dán mí xong mới đánh nền đúng không? Dạ. Phải đánh nền trước dán mí. Lần đầu tiên mình sẽ thanh chỉ mọi người những cái mắt mà to như Sĩ Thanh, mí thẳng á, thì không cần phải dán gì. Nhưng mà bên đây cô em sinh đôi của Sĩ Thanh. Thật ra có mí á mọi người. Nhưng mà nó không rõ nhỏ, thôi. Mí hơi nhỏ thì mình sẽ dùng cái thủ thuật dán mí. Bây giờ rất nhiều người xài cái loại dán mí, có nhiều loại. Cái dán mí này thì nó khá là tự nhiên. Dán mí lưới, đây là cái keo. Thì mình sẽ quết keo lên, xong mình định hình mắt của mình. Mình dán lên. Ban đầu mình phải định hình con mí của mình. Đâu rồi em mở lên nè. Lên mí lên tới đây nè. Chị ơi cái này là cắt mắt 8 ly luôn á. Sorry là... em. Đó đúng không? Dạ. Đúng chưa? Wow, khác biệt hẳn chưa? Chị chỉ mới vừa đưa lên công nhận trong cắt mắt chị. Đó em nói mà. Bự lắm hả? Đó. Đúng chưa? Đó, mọi người thấy không? Mí của BB đã lên rất to. Đã được cắt rồi đó. Đã được cắt. Bây giờ được cắt rồi đó. Được cắt rồi. À, còn bên kia nữa nha. Mới có mắt thôi mà cực tôi quá. Thì mình sẽ đánh nền. Trước khi đánh nền thì chị sẽ đánh lót cho em. Đây là cái creamer.
Em tưởng đâu là dưỡng xong rồi đánh nền luôn chứ phải đánh lót nữa hay gì? Không, cái bước đúng á là dưỡng xong mình sẽ đánh lót. Lót này nó làm cho cái nền của mình nó giữ được lâu. Wow, không ra gì hết. Cái vậy trời. Chắc là hết rồi mọi người. Không, chị mới mua chị chưa xài. À vậy hả? Dạ, dạ. Mới mua luôn. Thôi để mình đổ ra kiểu này cho nha. Em thấy nhanh nhất là đổ hết chai mặt em luôn đi là được rồi. Mặt em chắc vừa hết chai luôn á. Quay qua đây đi Billy ơi. Miu cái mắt lên nào. Là cái này mình đang quảng cáo hả chị? Không quảng cáo gì hết trơn á. Tưởng nó quảng cáo gì. Trời ơi, thật là căng bóng mọi người ơi. Đó, thấy chưa? Cái nền này là cái lót thôi mà đã thấy căng bóng tàn mặt. Trời, công nhận nó bóng thiệt đó. Ừ, bóng lắm. À, ý em nói là cái nền nó bóng đó nha mọi người nha. Ừ. Mọi người ê, chị sử dụng cái nền thường ngày của em đúng không? Dạ. Mà kiểu như đánh cho em cũng... Trời ơi, trời ơi. Sao vậy? Trời ơi. Sao vậy? Không sao. Nhiều quá hả? Tốt. Sao tự nhiên cái đồ của chị cái chị chút là nhẹ nhàng, nó ít lắm kìa. Mà sao cái đồ của em chị xịt nó thẳng tay lắm. Kiểu nó rất là thoải mái luôn mọi người. Không, mà chị đúc kinh nghiệm hồi nãy không có đủ. Bây giờ cái mặt em chị nghĩ là phải đánh nhiều hơn. Ồ, oh, dạ. Yeah. Nhẹ nhàng cái sao, mắt của em. Sao em thấy nhiều nhiều cái loại đó, đánh nền quá. Cái cây á. Mặt lên này. Em bị gớt hả? Rồi, rồi hết rớt rồi. Mỗi lần phải chụp cho trời. Thì chị gắn mí cái mỗi lần mà mình chuẩn bị chụp hình cơ. Rồi. Cổ em không hơn à. Dạ. Hai màu. Hai màu, đỏ rệt luôn. Mày chết rồi, em nói cái tông này bị trắng hơn so với chị không? Không, chị có cách làm cho em dắp lại. À. Ủa, ủa này là gì của em vậy? Một rùi, là gì tự dính cái gì? Ủa không, ở trên này còn này. Cái cái luôn. Cũng một rùi luôn hả? Một rùi hết luôn hả chị? Hết cha rồi, một rùi ở đây là một rùi khổ về tình đó nha. Phải không? Rồi. Ồ đi phá mới được. Mà che không hết. Không hết đâu. Dạ, tại nó đen quá mình che không hết. Cái gì? Nếu mà mình che không hết thì mình hãy dùng ngược lại, mình sẽ chấm cho đậm lên. Wow. Cái này là một cái bí quyết mà em mới học được nè mọi người. Kiểu như là mình phải không đẹp thì mình phải đậm. Dạ. Mà chấm đậm hết lên giống như cái trái thăng long mà em hiểu không? Mình làm cho nó nổi bật lên luôn. Nổi bật lên luôn. Xong, bây giờ chúng ta sẽ che khuyết điểm mắt thì sử dụng cái kèm đó. Thật ra mọi người biết không thì BB cũng quan tâm nhiều lắm. Ừ, công nhận, công nhận. Không nói sớm, che ủ. Tại da đẹp hoàn hảo lắm. Cái nền của em nó dày hơn, chắc hơn. Hơi mỏng không? Hơi mỏng so với mặt của em. Ý chị nói là BB mặt dày vậy mọi người. Cái nền mỏng quá, nó không che đủ. Nó không lắp đủ ổ gà, ổ chim trên mặt BB. Đó, quay qua, đó. Bây giờ là cái là đây là phấn mà BB hay xài đó, Chanel nhưng mà không có bông phấn. Trước em dùng mà khi mà mình đi tiệc hay đâu mà ban ngày á. Chứ còn nếu mà để mà như mà đi diễn sân khấu thì chắc nó không đủ che. Nhắm mắt lại mở mắt lên. Nhắm mắt lại mở mắt lên. Ồ, nó lưng cứng quá. Đúng rồi. Chứ nhắm mắt lại mà mở mắt lên là em thấy nó hơi nghịch lý nha. Sẽ đánh luôn ở dưới cổ họng của em. Mà nó cái cổ được rồi, mà nó cổ họng. Nghe nó giống như là nó y khoa hơn. Nó không giống nâng makeup mà giống y khoa với cổ họng. Đâu. Xong vấn đề hoàn hảo. Đợi. Trời ơi, giống gái quá rồi nè. Em nghĩ là hôm mình tới đây được rồi chị. Mình khỏi cần đánh thêm nữa. Bây giờ thì tới nước đánh khối thì chị sử dụng bán màu này của Tarte để đánh chị. Em cũng không có cần mà phải đánh góc nhiều đâu. Tại cái mặt nó cũng ốm sẵn á. Ôi dạ. Chị đánh Sakura Beeline được rồi. Ok. Bây giờ cái mặt mà từ hình vuông mà chị đánh thành V-line thì em lấy cái chuẩn đó chị Hồ Hà. Hả? Cái mặt mà V-line kiểu vậy thôi. Chắc là chị nghĩ là lúc mà em chụp hình á. Dạ. Em cũng bóp vậy lắm hả? Không chị. Chị nghĩ sao chị làm gì có bóp vậy đây. Em không bóp, em chỉ là. Chứ với mặt chị thấy đây là U-line chứ không phải V-line mà sao lên hình. Cái này O-line, cái này O-line. Đó, bây giờ mình sẽ đánh cái khối luôn. Nè mọi người thấy không? V-line luôn thấy không? Cho mặt nhỏ quắc luôn. Mình tưởng tượng, mình tưởng tượng. Mũi em cao sẵn rồi hả? Mũi sữa mà. Ê à mà. Mũi tự nhiên. Mũi cao thẳng hả? Cho nên chị chỉ mà. Làm vài đường cơ bản được thôi rồi. Thì là thấy được cái thẳng một sống một cái cây mũi rồi hả? Dạ, mũi em nó cao tự nhiên mà. Thật ra thì mũi em đã khó thon rồi gọn rồi. Mình đánh gọn cho nó gọn. Em hiểu cái chữ khá của chị. Ủa sao mình phải đánh như này vậy chị? Đâu? Đánh như này hả? À, để cho cái môi của em á. Đẩy lên nữa. Nó trồi vô trước.
là nó chè ra chứ, chứ là mình để thì mình thấy môi mình phẳng thì đây nó tạo hiệu ứng cho môi mình đưa ra, hiểu không? À, hiệu ứng, mọi người thấy chưa, hoàn toàn là hiệu ứng của make up chứ không có cái chuyện mà chỉnh sửa hay là bóp mặt như kia đâu. Ờ chị đâu rồi? Đây. Ủa vậy là tới cái gì chị? Cái lông mày á, muốn nó đậm chứ không cái mày. Tại hôm bữa em cũng thấy chị kể chân mày cho Diệu Nhi đó, thì sao? Em không biết là cái độ thanh thoát nó có cỡ đó không. Bây giờ nếu mà chân mày mà dày như BB vậy đó thì chúng ta sẽ cũng phải dày theo thôi. Vậy chứ không có cách nào chữa được đâu. Thôi chị sẽ dạy chân mày của em lên, đi lên, đi lên. Đi lên chứ không đi xuống. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đây mình sẽ lên. Thì có sao chị, cái hồi lúc mà mình xong hoàn chỉnh mình che chân mày đi. Mình lấy tóc mình chém, tém xuống mình che chân mày đi. Có khi nào chỉ làm hồi ra nam luôn không ta? Làm hồi cái đàn ông luôn. Em ơi em cười cái là chị vẽ lên trên trán em luôn rồi nè. Đây. Bây giờ sẽ là cái tới bước tém cái chân mày của BB Trần lại. Là chắc cũng nhờ cái che khuyết điểm đó mọi người. Đúng rồi. Thì sẽ vẽ một cái đường. Đó, cắt nét hoàn hảo. Đó. Là mình sẽ làm cho mấy cái những cái gọi là lông hả? À, lông. Chân mày nhỏ nhỏ của em nó biến mất. À, mấy cái ri ri. Mấy cái ri ri của em á, xong rồi mình định hình với mấy chân mày của em cho nó mỏng lại. Để ăn riêng với chân mày mỏng lại. Đó. Wow, thật là kỳ diệu, chân mày đã gọn lại rồi. Hình như hơi lố. Vâng, hơi lố, hơi lố. Em không ăn. Xong. Quá mệt mỏi với chân mày em rồi. Đây coi, ủa đây coi đều. Nó cũng chỉ là ổn định rồi. Rồi ok, nhưng mà sao vậy? Không sao chị đâu. Chị sẽ dùng cái mascara nâu này để chị tém lại. Mà sẽ bớt lại đúng không chị? Bớt lại cái sự nam tính đó trên khuôn mặt của em. Đó, nâu này. Rồi em có thấy chị nhiễm chân mày của em nâu chưa? Đỡ hơn rồi đó chị. Đúng rồi, nhưng mà lại rất vậy. Đỡ nam tính hơn. Xong. Mọi người thấy chưa? Đã biến hóa từ một cái chân mày khá là dày, rậm rạp và lọc mộc lõm chởm tơ lơ tơ le. Em nói mà em là một cái bản phiên bản mà phóng to của chị đó, nhìn đi cái chân mày của chị chân mày em nè. Em nghĩ là chân của em là còn dày hơn Diệu Nhi nữa đó. Công nhận. Bây giờ mình sẽ vô mắt luôn nha. Rồi. Sẽ dùng bản này của bên Mỹ. Ừ. Mua riêng để quay cho em. Trời ơi. Đó. Mình sẽ dùng cái tông tím này nha mọi người. Tím 3O này mình sẽ kết hợp lại. Đầu tiên là mình sẽ dùng cái chổi này, mình đánh cái màu lật nhất. Đó. Kế tiếp thì mình sẽ dùng cái màu đậm này. À, mình sẽ nhấn đuôi. Cái tím đậm là mình sẽ nhấn cái đuôi xoáy vô. Đó. Hai bên. Trời ơi, chị quay mặt luôn rồi. Trời mọi người ơi, chưa thấy giống quá rồi nè. Hồi lố, hồi lố. Ờ, đúng rồi. Mình sẽ ghi một đường nhẹ nhàng thôi. Đường bên đây luôn. Đó. Sau đó mình cũng sẽ dùng cái này màu tím than đậm để mình nhúng ở cái đuôi. Nhưng mở mắt mọi người, mở cửa. Nhìn lên trời. Đấy. Màu tím bên đây nữa. Em quay lên luôn chị. À, mình quay luôn. Không, quay nhẹ. Đã thấy được hình. Đó. Sau khi đó mình sẽ dùng cái bảng màu này. Đây. Đây là bản màu của chị Rihanna. Ôi trời ơi. Rihanna, chị làm bản màu này rất đẹp, em ạ. Rất trời đẹp ơi. Wow. Mọi người ơi, bản màu. Không xuất bình hả? Thôi được, không xuất bình hả? Sẽ hành sẽ lấy cái màu tím. Cái bản màu này bản màu Galaxy. Sẽ lấy cái khúc này cho BB. Đó, xong rồi đó sẽ làm lên trên mắt này, cả mắt luôn. Đó, wow, vâng ơi, mở cửa. Đó.
thấy lấp lánh sao quá. Đó, rồi cái bảng này nó gần hơn nè. Đó, lấp lánh thì mới chịu. Thôi bây giờ mình sẽ đơn giản vậy thôi, mình sẽ giải mất nước. Đó. Sao? Giờ mặc pila em chưa? Đúng rồi. Đó. Đúng chưa? Sao ok. Mascara này chị mua bên Nhật, màu đen. Ủa chị làm mỗi nước mà chị mua một cái vậy luôn hả? Phấn mắt thì mua Mỹ rồi, giờ mascara mua Nhật. Đó, chị đi, chị thấy cái nào đẹp đẹp quá thì chị mua. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn mi giả. Chị sẽ dùng mi Blow Me Body. Wow. Xong chưa? Rồi cái hai chị em sẽ giống nhau chưa? Chưa. Bây giờ chưa, mình còn phải cần. Đương nhiên rồi mọi người. Đương nhiên là mọi người biết sao, tại vì chị sẽ thành làm cho bản thân mình sẽ đẹp hơn. Thôi. Bây giờ chị sẽ dùng mắt nước để viền những cái chỗ trắng trên mắt của em lại. Sẽ chám những chỗ đó lại. Trắng trên mắt. Chị đừng có chám cái chồng trắng của em nha. Sao chị cái chỗ này chị trắng rồi chị chám hồi thì những mắt đen lụi chứ. Đó em thấy không? Rồi cái mắt nước thì chị mua ở đâu? Ở Việt Nam phải không? Đây, Hàn Quốc. Tính ra nãy giờ mình đi sắp hết dùng anh thế giới luôn đó chị. Đúng rồi. Vậy chị còn cái gì nữa? Chị chưa còn gì hết. Chị không có gì ở Việt Nam. Có lông mi. Lông mi mua tại Việt Nam. Mất lại nè. Thật ra mình nói này cũng đúng là Việt Nam mình chưa có một cái mỹ phẩm, sản phẩm nào mà gọi là chất lượng mà dành cho make up. Đúng rồi. Em thấy chỉ có kem trộn thôi. Nhưng mà kem trộn thì không make up được. Em sẽ nghĩ một cái dòng kem trộn mà có một cái sản phẩm gọi là một cái tên riêng luôn chị. Tên thì chẳng hạn như là có Chanel, có D&G, có gì make up forever. Bây giờ mình kiếm cái tên gì nó tay tay cho kem trộn chị. Thật ra em cũng thích lâu lâu cũng có người make up cho mình. Tại vì mỗi người sẽ make up ra một nét. Đúng rồi. Chứ gọi em make up hoài là em cũng cứ có nét hoài. Đó. Bây giờ chị sẽ nhấn thêm cho mắt em nó sâu hơn. Cũng có nhiều người hình như là người ta sau khi người ta đánh mắt xong á, người ta mới dán mí. Nhưng mà em nghĩ cái trường hợp đó nó cũng hơi khó là tại vì lỡ như mình dán sai á, rồi mình tháo ra là mất luôn cái màu mắt ở đó lúc đó ở ngay cái chỗ luôn. Mấy lần đầu á em đánh mắt xong rồi em mới tới dán mí, em dán xong là em dán sai cái là em kéo cái là dán đi là hết nguyên cái đường phấn đi hết luôn, là nên dán trước rồi mình mới hãy ấy ra chứ không phải là đi hết luôn. Dạ. Dọc mắt mình đây. Rồi sau đó thì chị sẽ đánh tới phần bên dưới. Chị sẽ dùng bảng màu này. Là mua ở đâu nữa chị? Mỹ. Đây. Cái xu hướng bây giờ là người ta thích make up tự nhiên. Xu hướng thế giới luôn là bây giờ người ta thích make up trong. À. Càng ngày nó sẽ càng lợt bớt đi. Đúng rồi. Em nghĩ là năm sau sẽ là không make up gì cả. Nhưng mà make up như không make up luôn á. Make up như không make up nhưng mà chắc thì ghê lắm hả? Đó coi nè. Wow. Đây. Siêu phẩm nè. Hồi xưa giờ mọi người thấy highlight đúng không? Highlight thì thổi rồi. Này, sẽ cho em một cái loại rất đặc biệt. Nó nhũ quá ha. Nhũ banh chành luôn nè. Phải đánh lên mặt mới thấy không chị? Phải đánh lên mặt nha. Chị sẽ quét ở dưới mắt của em. Sáng lên.
Rồi. Đó. Sáng hơn sáng rất nhiều. Xong rồi, chị chưa hết đâu. Chị đây sử dụng cái này, chị đánh lên trên mày của em, nó sáng lên. Dạ. Yeah. Ý, chị sáng. Còn nếu như mà em muốn sáng hết mặt thì sao? Hả? Là mình đánh hết mặt luôn. Ừ. Đó. Trước khi đến live thì chị sẽ dặm lại cái mặt của em, nãy giờ tan nát rồi. Yeah. Kiểu như kiểu xuống, bị xuống rồi đó. À xuống. À, bây giờ là phải kéo lên lại. Kéo lên lại. Rồi bây giờ thế là phim mình quay lại Mỹ nữa hả? Quay lại Mỹ mình dùng mắt hồng này nha mọi người. Mắt hồng, hồng. Hơi tím không chị? Hồng nó hơi tím tím vậy thôi. Những người mắt hồng mặt vuông á thì ở đây mình đánh hết mặt. Ngay cái góc này, góc mình... này chỉ xuống lúc này thì mình sẽ đánh từ đây đến lên. Nó sẽ làm cho mặt em thon lên xíu. Chị nói gì mà em thon mà. Mặt thon đúng không mọi người? Đó, đánh còn dễ đánh nữa. Mới đánh mà thon quá nè. Vô mái hồng đây nè. Chắc hẳn là mọi người sẽ không nghĩ, nhiều khi mọi người thấy em trên hình trên ảnh mọi người không nghĩ là mặt em ngoài bự chứ gì. Thế cái này. Nhiều người nhìn em ngoài đó, trời sao bự dữ vậy? Nhìn trên hình đoán chừng chắc cỡ 1m65, 1m7 à. Ừ. Mà không ngờ em ngoài em bự dữ vậy. Em cao 1m8 rồi không? 81 chị. Wow. Nó còn lẻ 1 chấm nữa. Lẻ 1. Lẻ 1. Đó, ảnh lên trong đây kiểu như má ửng hồng nè. Ồ, má ửng hồng, râu xanh xanh. Anh coi phim có thấy râu em không? Sử dụng cái này. Đi che đi hàm râu của em. Đây. Rồi, sạch râu. Wow, rồi. Sạch râu, sạch mắt, sạch mắt râu rồi. Bây giờ chị sẽ đánh dùng cái này luôn. Đây, nghe nè. Đây. Đó. Xương gò má. Xương gò má thôi. Đó, tính lên. Đó, ở dưới cặp. Cái miệng bà nói là đánh đỉnh đầu môi nha. Còn cái tai bà quẹt hết nguyên cái môi ta luôn. Bà kêu đỉnh đầu môi. Đó này, chớp mũi nè. Nè, nguyên cái mũi luôn nè. Không, chớp thôi. Chớp. Đây, sáng chưa? Đó. Sáng mới cái dùng mới lên thôi. Sáng mới dùng mới lên liền. Xong, đây lại. Bây giờ tới phiên chị sẽ giả môi cho em. Cái môi là một công đoạn khó khăn. Chị nhớ giả lố nha. Ờ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ một màu môi. Màu gì chị? Đây là cây màu của PASTEL. Màu là màu 218. Tiếp nha. Tiếp sẽ là một màu khá lạ. Đây là màu tím. Thì mình cần dặm vô cái lưỡi cho nó màu tím thôi. Xong sau đó thì mình sẽ dùng màu này. Trời, chị phối màu môi không mà ba màu luôn hả? Đúng rồi, mới một môi vừa môi như thế thì mình trường tới 4 cây lận. Không ngờ chị chịu khó tới vậy luôn. Thấy bình thường ta vẽ cái môi xong ta mệt lắm rồi mà còn pha 4 màu vô. Cuối cùng trời ơi, là một màu này, rất đậm. Chị sao lại mỏi mỏi ok rồi. Trời ơi. Chị ơi, mày make up cho cái giọng em nó nữ luôn không? Đó. Đó, phiên bản tóc. Đấy, xong rồi. Bây giờ chỉ là đeo lên và làm tóc nữa thôi.